Chào bà con cô bác nha, hôm nay Trần Anh khỏe lại rồi bà con cô bác. Hôm nay em tiếp tục về để phục vụ cho bà con cô bác lên. Chung mấy ngày nằm viện qua cũng hơi mệt á. Nhưng mà vì công việc mà bây giờ nó dồn dập rất là nhiều công việc cô chú anh chị nha. Thì em xuất viện rồi, hôm nay là tiếp tục phục vụ hàng loạt xe, những mẫu xe rẻ về phục vụ cho bà con cô bác. Hôm nay em với tổng giám đốc vừa mới ra uống cà phê nè. Nói chung cảm ơn cô chú anh chị đã rất là tin tưởng Trần Anh. Nói chung có những lời chúc rất là tốt đẹp lúc mà Trần Anh ở viện nha. Thì Trần Anh không biết nói gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Xíu nữa Trần Anh sẽ quay hàng loạt xe giá rẻ giảm giá đặc biệt cho cô chú anh chị để tri ân những bà con cô bác có một cái tình cảm gọi là sâu sắc. Bởi vì người ta mới nói trong cái cuộc sống không quan trọng về vấn đề về vật chất nữa đâu, quan trọng là vấn đề và tình cảm thôi. Thì luôn luôn là Trần Anh vẫn là Trần Anh yêu thương của bà con. Em luôn luôn cập nhật nhiều xe nè và có mang lại cái mẫu xe đẹp về cho cô chú anh chị, giúp đỡ những bà con cô bác đang khó khăn có một cái xe mà muốn che nắng che mưa, chở gia đình đi để phục vụ cuộc sống sẽ tốt hơn và tương lai sau này nha cô chú anh chị. Hôm nay chào đón cô chú anh chị quay lại với Trần Anh Ô Tô nha. Cảm ơn cô chú anh chị trong những ngày qua lúc Trần Anh nằm ở viện thì rất là nhiều cô chú anh chị đã bình luận rồi chúc sức khỏe cho em. Thì hôm nay Trần Anh không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Hôm nay là Trần Anh về thứ ba nè. Hôm nay Trần Anh về Trần Anh tiếp tục làm lại nha cô chú anh chị nha. Và bây giờ là 8:30 và chương trình của Trần Anh xin được phép bắt đầu. Bà con cô bác ủng hộ cho Trần Anh nha. Mấy ngày nay xe về nhiều mà không có ai làm hết. Giờ về bắt đầu Trần Anh làm nè cô chú anh chị. Đây bà con, trước tiên Trần Anh sẽ review là những mẫu xe rẻ nhất và đặt đồng thời hỗ trợ góp cho cô chú anh chị. Đặc biệt cái thứ hai giảm giá kịch sàn cho những cô chú anh chị nào là khách VIP bên Trần Anh Ô Tô. Trước tiên là mẫu Innova, em đã sản xuất năm 2017, đẹp xuất sắc bà con nha. 2.0 form mới, mặt ca lăng sẽ lớn hơn nè. Mẫu này bà con về bà con chạy dịch vụ kinh doanh gia đình thì Trần Anh nghĩ là tuyệt vời luôn bà con. Chủ nhà đã lên đèn bi hết toàn bộ là đẹp không cô chú anh chị. Nguyên bản nguyên rim không một dấu hiệu ở độ chế nhé. Giá bán công khai bên Trần Anh là 450 triệu. Cô chú anh chị nào mua bên Trần Anh sẽ fit cho 10 triệu và đồng thời hỗ trợ góp cho bà con của bác lên tới 40 triệu, 50 triệu. Thoải mái không ạ? Cực kỳ là thoải mái nhé. Nước sơn rất là liền. Xíu nữa em review chi tiết mẫu này cho bà con cô bác coi. 4 vỏ khóa mới nha. Sơn riêng em này hầu như là phủ cả con bà con. Form mới tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu nè. Toàn bộ phần kính là dán toàn bộ phim cách nhiệt 2.0. Form mới đi đôi là cụm đèn lồi nguyên bản của dòng Innova nè. Cô chú anh chị thấy có đẹp không ạ? 49E19330 nha. 2.0. Đó, lăn quanh cho cô chú anh chị 9 lít trên 100 km thôi. À, xe nè, tàn xe tuyển không. Ở trong trang bị màn hình cam hành trình, nói chung là full hết rồi. Chủ nhà lên kính đồ chơi rồi bà con cô bác. Tắp bi tắp lô liền lẹt khá là đẹp nha. Đó cô chú anh chị thấy nhìn cọp không. 27 cũ số nè. Bao phê em này máy rin số rin 100%. Không cấn công lỗi bất cứ khoản nào. Chung mấy mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng chắc chắn phải có dặm nhẹ một hai chỗ rồi, chứ không thể nào mà nói mà rin hết được đâu nha cô chú anh chị. Đẹp không bà con? Nó sạch sẽ lắm. Dây đai trên trần hầu như là nguyên bản nguyên thủy hết. Xám lông chuột nha bà con. Đó, hàng đẹp ít tiền mà bên Trần Anh hỗ trợ trả góp là ở đây. Chuẩn chưa? Rất là dễ thương. Bên đây còn mẫu Avel. Avel này thì bên Trần Anh đang chờ đăng kiểm đây. Avel 2018 đang chờ đăng kiểm nha. Tháng 5 hết đăng kiểm. À tháng 5 25. Tháng 5 25 là mới đăng kiểm xong rồi. Vậy là cái lúc Trần Anh đi viện là đăng kiểm rồi nè. Tháng 5 năm 25. Rồi mẫu xe này đăng kiểm xong rồi. Giá chỉ có tầm hơn 200 một tí xíu thôi. Đời cao 2018. 2018 thì cực kỳ là đẹp nha cô chú anh chị. Đó là phong dáng em 2018 nè. Avel này là ngày xưa là mẫu của Gencha. Bán lại
thương hiệu cho Mỹ, đổi qua thành Avel nha cô chú anh chị. Bản LT số sàn 60 đồng nai 47270 nè. Giá đâu đó nó loanh quanh hơn 200 thôi. Mà Trường Anh cũng hỗ trợ góp cho bà con cô bác đến mấy chục triệu nữa. Xét bên đây nữa, tiếp tục cô chú anh chị, một mẫu Innova cực kỳ là dễ thương cô chú anh chị nha. Với một cái mức giá thật sự là rẻ, 2006 chỉ có 100 mấy chục triệu, bằng một mẫu Innova Z thôi. Nhưng nước sơn bên ngoài em nó không thể chê được. Được cái xe không có dịch vụ không khoan đục, nội thất đẹp tuyệt vời. 86 van thiết 1 năm 2004, G xịn sẽ có cả miếng da. Cô chú anh chị nhìn thùng mình của em nó bóng không? Phải gọi là cực kỳ là bóng bẩy nhá. Dàn mâm của em nó là rất là đẹp nè cô chú anh chị. Vỏ đâu đó còn tương đối là khá mới. Nội thất option ở trong nè. Cô chú anh chị thấy chuẩn không ạ? À, 5D hết toàn bộ nè. Nói chủ nhà kỹ không? Từ phía sau là có những cái để đồ đựng nước đầy đủ các tính năng trần. Chủ nhà đã lên full toàn bộ trần, hệ thống trần 5D rồi. Tắp bi cửa hầu như 4 cánh rồi. 4 cánh cô chú anh chị có những vân gai nè. Đó, mới như thế này. Hệ thống keo là keo rin. Em này có lỗi nhẹ ở trên cái mé một tí xíu. Là xe Trần Anh bán là Trần Anh sẽ nói rất là chuẩn với cô chú anh chị là như thế này. Mình bán xe, mình phải thực sự là phải yêu cái nghề. Là cái thứ nhất bán xe, cái thứ hai là phải có tâm. Cái thứ ba không có phụ lòng mong mỏi của bà con cô bác. Nếu Trần Anh là một người sống không ra gì thì chắc chắn Trần Anh nằm viện sẽ không có ai hỏi thăm Trần Anh đâu. Nhưng mà rất là nhiều cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng YouTube đã hỏi thăm và chia sẻ cùng em. Em cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Đây, nó có bị quẹt bên đây, là nó bị cấn ở đây một tí xíu. Nhẹ thôi nha cô chú anh chị nha, không ảnh hưởng. Trần Anh sẽ bán một cái mức giá chỉ có 195 triệu với mẫu Innova 2006 này. Nhưng chưa hết đâu, Trần Anh còn bớt cô chú anh chị thêm tiếp tục nữa. Rẻ không? Chỉ bằng một mẫu Innova Z thôi. Thì cô chú anh chị sẽ chọn đi, chọn mẫu Innova Z hay là chọn mẫu Innova G, hàng đẹp bên Trần Anh ô tô. Xe có sao là báo thẳng như vậy nha. Riêng cô chú anh chị biết tính Trần Anh từ xưa luôn luôn trung thực. Báo xe là không bao giờ báo sai, báo phải báo đúng. Và chưa hết đâu, hỗ trợ góp cho chú anh chị lên tới 30 triệu nữa. Là cô chú anh chị chỉ đưa có một hơn 100 triệu bà con lấy xe. Tuyệt vời không? Đăng kiểm tháng 5 năm 23 nè cô chú anh chị nha. Nội thất em này đẹp lắm. Đây bà con nè. Nói chung là phần nội thất thì cô chú anh chị không thể nào chê được rồi. Xe gia đình nha, không có khoan đục. Không có một ngày giờ khoan đục nha. Từ phần củ số hầu như nó còn rin nguyên bản vô lăng nè. Vô lăng số rin nè cô chú anh chị. Em này số chưa đụng chạm, mặt nắp cam cò có canh chỉnh nhẹ lại. Vì sao? Đời này chắc chắn phải canh chỉnh lại. Chứ không thể nào mà nói mà đời 2006 mà máy nó còn rin, trừ khi không chạy. Canh chỉnh nhẹ lại mặt nắp cam cò cô chú anh chị nha. Ngay chủ ủy quyền luôn. Bà con thích mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô. Giá rẻ không ạ? Một cái mức giá cực kỳ là rẻ. Hôm nay để tri ân khách hàng, Trần Anh với giảm giá với bán cái giá đó nha cô chú anh chị nha. Đó là cảm ơn bà con cô bác đó. Bên đây Trần Anh còn một mẫu xe tập lái nè. Một cái mức giá cực kỳ là rẻ luôn. Mazda 626 form bánh mì. Giá chỉ có 60 triệu cô chú anh chị nha. 60 triệu với một mẫu xe tập chạy tập lái bên Trần Anh ô tô. Máy móc em vẫn bao cô chú anh chị chạy đường xe. Được cái nước sơn màu đỏ. Xe cỏ ít tiền. Đây bà con nè, hai cụm đèn thủy tinh nguyên bản của dòng Mazda 626 nè. Có dùng mấy mẫu này hết sơn rin rồi. Máy móc thời gian 5 tháng thì canh chỉnh làm máy hết rồi, chứ không thể nào mà nói là rin được đâu. Mâm nè, chủ nhà lên mâm dây. Đăng kiểm nè, đăng kiểm tháng 8 năm 2023. Đây là Mazda form bánh mì đây. 626 nha. Rẻ không ạ? À? 60 triệu. Phải gọi là rẻ như một em Matip vậy. Được chưa? Chưa hết đâu. Cô chú anh chị mua Trần Anh sẽ bớt thêm 5 triệu cho bà con cô bác. Chỉ còn 55 triệu với mẫu xe Mazda 626 bản số Sài Gòn 51E35231 cô chú anh chị nha. Đó, hàng tầm xe cỏ em vẫn có. Đây bà con, em này là 2.0 lít, mức độ tiêu hao 9 lít quay đầu. Số sàn nha cô chú anh chị. Có cái phần tắp bi này nó thì nó không được chuẩn chu do mấy nè. Cái phần tắp bi nè, mấy cái xe cỏ nó có 1-2 chỗ này thôi nha.
trang bị màn hình Android đầy đủ các tính năng rồi, được cái máy móc êm. Bà con mua về bà con tập chạy tập lái, bà con có va quẹt bà con cũng không phải sợ, được chưa cô chú anh chị? Mua nửa bớt nữa cô chú anh chị nha. Đó là cái tình cái nghĩa Trần Anh dành cho bà con thôi, được chưa? Không quan trọng về chuyện 5-10 triệu lời hay lỗ đâu, Trần Anh không quan trọng đâu nha cô chú anh chị. Quan trọng là mình bán được một cái mẫu xe cho bà con của bác đi ưng ý là ok. Và chưa hết đâu, Trần Anh vẫn sẽ bao quay đầu cho cô chú anh chị. Xét bên đây Trần Anh sẽ xả lỗ tiếp tục và tri ân khách hàng với mẫu xe Mazda 2 2013 bản AT số tự động bên Trường Anh đây. Đây là form dán đợt trước Trường Anh đăng 300 đúng không? Hôm nay mừng ngày Trường Anh xuất viện, Trường Anh giảm cô chú anh chị đến 30 triệu luôn, chỉ còn 270 triệu thôi. Sở hữu ngay mẫu xe Mazda 2 2013 bên Trường Anh ô tô rồi. Máy rin số rin tuyệt đối 100% nha cô chú anh chị. Đăng kiểm tháng 11 năm 2023. Mẫu này thì anh chị lấy về anh chị chỉ việc chạy thôi. Xe không cứng, không lỗi bất cứ một khoản nào trên chiếc xe. Đó, bà con coi form dán em Mazda nè. Cực kỳ là ok nha cô chú anh chị nha. Mời cô chú anh chị trải nghiệm vô phần nội thất của em Mazda đây. Số tự động nè. Mẫu này đi gia đình thì phải gọi là tuyệt vời rồi bà con. Sạch sẽ liền lạc. Máy rin, số rin bên Trường Anh cam kết với cô chú anh chị không cứng, không lỗi, máy rin số rin nha. Ghế là ghế da nguyên bản của nhà sản xuất vẫn còn rin nè. Mẫu này nữ chạy đẹp nè. Đưa rước con cái đi học nhỏ gọn. 5 chỗ ngồi, phía băng sau nè, khá là rộng nha bà con. Máy móc bảo hành lên tới cô chú anh chị lên tới 3 tháng đến 4 tháng một chiếc xe này. Còn số máy thích 1 năm bao luôn nha bà con nha. Chỉ với giá 270 triệu giảm 30 triệu cho bà con cô bác, chỉ còn 270 triệu, tuyệt vời không? Xe này không mua thì giờ đây cô chú anh chị mua xe gì? Bên đây Trần Anh còn một mẫu Honda Accord nè cô chú anh chị. Đây là mẫu Honda nè, Honda Civic chứ, em sorry, Honda Civic nha, 2013 form mới hết toàn bộ rồi, 2013 cô chú anh chị nha. Xe của giám đốc ngân hàng đang chạy, nước sơn bên ngoài không chê được. Em này là bản full, bản cao nhất rồi. Đây bà con này, trang bị là cửa sổ trời, lãi số chạy có được đúng có mấy chục ngàn thôi. Mâm nè, mâm nguyên vẹn của dòng Honda nè, Honda Civic nha. Em này là có mấy bản nè, 1.8 nè, 2.0. Bản 2.0 là bản full nhất rồi nha cô chú anh chị. Đi đôi hai cụm đèn lồi nguyên bản của dòng Honda Civic nè. 49E18610 nè. Logo đây, cản đuôi cá mini tích hợp. Đẹp không bà con? Đây là máy Svtec nha, máy mới hết toàn bộ rồi. Nước sơn rin em này hầu như là phải tầm 70% là chất sơn rin. Đó, mẫu sedan, bản AT cảm biến ghê đầy đủ các tính năng nè. Mời bà con cô bác trải nghiệm tiếp tục vô phần nội thất nha. Màu trắng nước sơn đẹp lắm. Về là đi gia đình, đi xe hoa mẫu này thì tuyệt vời bà con. Vô lăng tích hợp nè, cô chú anh chị nè, 23 mà đẹp không? Tích hợp lẫy số nè, lẫy số trên vô lăng nè. Chế độ aircon, tiết kiệm nhiên liệu là cân bằng điện tử nè. Ghế nè, ghế da nguyên bản nguyên rin của nhà sản xuất mới tinh. Số máy đây, trang bị màn hình Android full hết rồi. Không thiếu bất cứ một khoản nào trên chiếc xe nữa đâu. Đó, nút đề startup luôn nha. Tắp bi tắp lô, khá là ok. Đó, gia đình gốc nồi. Và cái thứ hai là cái chất đóng cửa. Bà con nghe đây, bà con nghe chất đóng cửa chưa? 4 vỏ mới tinh, vàng vỏ nè, vàng vỏ chủ nhà thay 90% luôn. Đó, đẹp không bà con? Màu trắng nữa, đi mẫu này thì nó sang trọng. 380 triệu với mẫu Honda Civic bản full, cửa sổ nóc bên Trần Anh ô tô nha. Chưa hết đâu, cô chú anh chị mua Trần Anh sẽ giảm giá cho cô chú anh chị 10 triệu, còn 370 triệu. Đẹp không ạ? À? Cực kỳ là đẹp, thiết kế gọn gàng và cực kỳ là quyến rũ. Đó, phong dáng đẹp lắm.
Em này đi thì ok rồi, máy rin số rin đăng kiểm tháng 6 năm 2023. Mẫu này cũng gần hết đăng kiểm. Nếu cô chú anh chị mua Trần Anh sẽ khuyến mãi bà con 1 năm đăng kiểm 49E18610 nha. Hai cụm đèn nguyên bản của dòng Honda Civic nè. Đẹp như thế này. Ok chưa? Xa hơn một xíu. Ngày hôm qua Trần Anh đã nói với cô chú anh chị, mẫu này đợt trước Trần Anh đi lấy về đây, Forte 2010 gì đó em quên rồi. Đây bà con, bản full, bản là form mới, mâm là mâm phay nguyên bản của dòng Honda, nguyên bản của dòng Kia nha. Đi bệnh viện về mất trí luôn. Đây bà con, không nhớ thương hiệu luôn. Đây bà con, Kia nè, Kia Forte nè cô chú anh chị, em này là bản full nè. Trần Anh sẽ giảm giá, đợt trước Trần Anh đang đến 295 thì hôm nay em giảm cho cô chú anh chị lên tới 25 triệu, rẻ không? Với một mẫu xe này thì phải gọi là quá ok rồi đó. Chương trình giảm giá chỉ có trong ngày hôm nay nha, chỉ có trong ngày hôm nay, được chưa? Em này máy rin số rin toàn bật toàn tập, tất cả các tính năng, bản full, nút đề sao thóp lẫy số màu đỏ bọc đô, ngay chủ ủy quyền cô chú anh chị nha. Mâm là mâm phay nè, một cái giá Trần Anh đưa ra hợp lý cho bà con cô bác không. Và cái thứ hai, tri ân khách hàng giảm cho cô chú đến chị đến 20 mấy triệu, thật sự nếu mà giảm giá đó Trần Anh không còn lời nữa đâu. Đó, một câu nói vuông góc, cô chú chị có tin hay không thì tùy nha. Đó, ok chưa? Form dáng Honda Civic, em sorry, Kia chứ, chết tôi rồi, Kia Forte à, bản full sẽ có lẫy số nè. Số này cô chú anh chị hai cấp chế độ chạy, điều hòa tự động, nút đề start stop nè. Bà con tích hợp là gương chống chói luôn, cửa sổ trời nè. Đó, xe gia đình đi giữ kỹ. Em này chạy bao giờ phải hư được. Đăng kiểm tháng 12 năm 2023 nha bà con. Đam mê mẫu này thì alo luôn cho Trần Anh ô tô. Hàng đẹp chất lượng là ở đây. Sorento nhập khẩu 2009. Mức giá cũng cực kỳ là ưu đãi nha. Em này là Cooper. Cooper là dòng xe phiên bản của dòng Sorento hàng nhập, hai cửa, động cơ là 2.0 lít nha cô chú anh chị. Mạnh mẽ nhá, form thể thao tuyệt vời. Đây là trang bị toàn bộ hệ thống là kính khung xương hết toàn bộ. Phía trên là chúng ta sẽ có cửa sổ trời. Đây bà con, đây là kính khung xương nè. Bà con, cô bác thấy thể thao không? Đi mẫu này về thì quá là ok luôn. Tắp lô tắp bi liền lẹt nha. Ghế chủ nhà full toàn bộ 5D rồi, trần nè, mới tinh như thế này. Giá em này là 290 triệu nha, nha cô chú anh chị. 290 triệu bớt bà con cô bác tiếp tục 10 triệu còn 280 triệu. Hợp lý không? Mua nữa không ạ? À? Mua nữa, bớt nữa nha cô chú anh chị. 56B5363 nè. Xe được cái mộ 4 số một chủ từ đầu, hệ thống lipo. Đẹp không bà con? Đó là phong dáng em xe Sorento. Em Kia Cooper chứ. Hình như xuống bệnh viện bác sĩ chích cái thuốc mà quên hay sao? Không quên hết rồi. Đây bà con nè, tắp lô tắp bi liền lạc đẹp không? Phía sau là chúng ta sẽ có thêm chỗ ngồi ở phía sau rất là rộng rãi nè cô chú anh chị. Đó là form dáng thể thao đến tuyệt vời. Đó, đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô. Màu trắng nha, chuẩn chỉ chưa? Tiếp tục qua thêm thương hiệu một mẫu xe Chevrolet Cruze 2013 nha cô chú anh chị nha. Cruze bản LT là máy chỉ có 1.6 thôi, thì mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó lanh quanh 7 lít cho cô chú anh chị. 72 Vũng Tàu 54896. Đây là form dáng của em Cruze là đẹp không? Đó, xa xa ở cuối chân trời nha, bóng dáng Cruze đó vẫn đứng chờ tại salon. Một màu đỏ mận chính cực kỳ là dễ thương. Mẫu này bà con cô bác đi, chắc bà con cô bác biết rồi ạ, đi rất là đầm và cực kỳ là sướng nha. Nước sơn đẹp lắm. Mâm nè, 23 là form mới, là mâm cây nè cô chú anh chị nè, đẹp không? Vỏ là mới tinh nè, dàn gầm ở trong thì bao phê, nội thất option ở trong chuẩn chỉ. 1.6 200
60 triệu bớt cho cô chú anh chị 10 triệu còn 250. Cô chú anh chị mua nửa bớt nửa hỗ trợ góp luôn. Thoải mái chưa? Full kín đồ chơi rồi, không còn thiếu bất cứ một khoản nào trên chiếc xe nữa nha bà con cô bác nha. Mẫu này lấy về chạy thôi. Hàng đẹp chất lượng nha bà con. Đăng kiểm tháng 1 năm 2024 nha cô chú anh chị. Chevrolet Crew. Đó, hàng loạt xe sớm mới nhất Trần Anh đã review và cập nhật lại những mẫu xe giảm giá bên Trần Anh Ô Tô và những mẫu xe hỗ trợ góp cho bà con cô bác. Chắc chắn rồi, tình yêu thương bao la đông đầy hơn tất cả nha. Mà có sức người mãi mãi vẫn là anh em đường sơ cô chú anh chị. Cảm ơn tuyệt vời. Cảm ơn đến những bà con nha. Đam mê những mẫu xe nào còn lại bên Trường Anh thì alo cho Trường Anh Ô Tô. Vẫn gọi số 0961408726, 0911494949 bên Trường Anh Ô Tô nha. Chúc bà con cô bác có được nhiều niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình. Em see you and goodbye.